Bây giờ chúng ta sang phần ví dụ nào, xem nào. Ví dụ 1 là yêu cầu là biểu thức nào sau đây là đa thức trong các biểu thức sau? 2x bình trừ 3x. À, đây là đa thức. Ví dụ 1 nhá. Câu A nè. Thì 2x bình trừ 3x có thể đây là đa thức. Vì sao nó là đa thức? Tại vì đây thực ra nó là hiệu của hai đơn thức. Đây là 2x bình trừ 3x. 2x bình là một đơn thức, 3x là một đơn thức. Đây là hiệu của hai đơn thức rồi. Tiếp theo nào. X bình, câu B này, chúng ta có x bình cộng với 2 trên 3 trừ x. Cái này không phải là đa thức. Vì sao nó không phải đa thức? Tại vì nó chứ biến ở mẫu. X nó nằm mẫu. À, và cái này chúng ta chưa nghiên cứu tới, thầy đã nói ở trong phần đơn thức rồi. Và cái này chúng ta để lên lớp 8 chúng ta mới nghiên cứu đến. Không phải là đa thức vì có biến ở mẫu. Tiếp theo nào. Chúng ta có C này là 2/5 x cộng với 2y bình. Chúng ta đây vẫn là đa thức. Tại vì 2/5 x là một đa thức, 2y bình là một đa thức thì tổng 2/5 x là đơn thức, thầy xin lỗi, 2y bình là đơn thức, tổng 2 đơn thức thì nó là đa thức.